Rồi xin chào quý anh em yêu mến coi Môn Sai Viên. Sáng nay mình lên quý anh em một cái cây hải châu. Hải châu quý anh em. Cái này nằm trong chậu 60 quý anh em, bộ tàn của nó 70. Chiều cao của cây này khoảng 50 quý anh em. Mà cây này thì hàng đảo, rất là trái rất là sai, trái rất là lớn quý anh em. Mà nó chùm, nó nhiều lắm, trái nó nhiều nó bự. Thì cây này thì anh em cần á, mình sẽ cho quý anh em xem trái của nó lúc trước cách đây khoảng 1 năm. À, lúc đó là mình ép trong cái chậu màu đỏ, bây giờ thì mình đưa vô chậu ngon hơn. Cây này là dè, nó có lỗ, có lũa, có hang. Ta nuôi từng cốc một con nuôi rất là lớn. Nói chung hàng lâu năm quý anh em. Hàng này để xem riêng với anh em sưu tập nha quý anh em. Thấy chưa? Đây xương nó làm nè. Lỗ, lỗ hang nó bồng nó chảy, nó còn dè không, nó còn dè với lại cái phần thân của nó thôi. Nói chung cây này là cây ok quý anh em. Cục nè, thấy chưa? Hàng lớn quá nha, hàng gọi là hàng thuộc đây về sau của nó nè, mặt sau nó nè, thấy chưa? Đó, chỉ cần là bấm giật mấy đây nữa là nhìn thấy nó là nghệ thuật thôi. Mình không có bấm để đang nuôi tay cành để ra mùa trái với anh em, từ từ bấm. Bữa nào sẽ tiến hành bấm tiếp. Cho ăn đất Nhật 100% rồi, có nghĩa là cây này thuần đất Nhật hết, ép cả Nhật chạy lên trên thân này luôn với anh em. Thì này về cổ kính luôn. Anh em nhu cầu sở hữu cái này alo cho mình với số điện thoại Zalo 0932411987. Cây này cây hải châu hàng đảo quý anh em, bảo hành cho quý anh em trái luôn. Ha. Hàng ạ. Cây này chậu 2 người B quý anh em. Cây này cây 2 người B. Nặng. Về anh em nhu cầu sở hữu alo cho mình. Với số điện thoại Zalo 0932411987 quý anh em. Đấy, bây giờ lưu cây này quý anh em. Anh em nhu cầu sở hữu alo cho mình nha, quay số điện thoại Zalo 0932411987. Cây này mình nuôi khoảng vài tháng nữa là lé ra chắc là dày luôn quý anh em. Do là mới giật để nuôi xương, nuôi từng khúc một nè. Ha. Nuôi từng tay từng bánh một nó rất là lâu. Rồi anh em cần alo cho mình nha. Cảm ơn quý anh em. Quay số điện thoại Zalo 0932411987.